Rồi, các em có thấy có rất là nhiều bong bóng bay không? Wow, rất là nhiều hình đẹp không các em ơi? Nhiều quá, rất là nhiều hôm nay. Rất là nhiều bong bóng luôn. Đây là mấy chục quả bong bóng bay luôn các em. Các em có biết cái con này là con gì không? À, đây là con heo Big Ba đó các em. Ừ, cái biết ba nó rất là đẹp, rất là đáng yêu luôn. Đây là cái gia đình nhà biết ba này nó. Wow, heo biết ba rất là đáng yêu các em ơi. Còn đây là con gì đây? À, cái này là chú mèo con này. Các em. Chú mèo mang ô dù nè, trời nắng quá nè nên chú mèo mang ô dù cho nó khỏi nắng nè, khỏi bệnh nè em. Còn anh là này là anh mèo máy thông minh Doraemon nè em. Rồi. Doraemon đó. Đây là anh cá đỏ, cá sọc. Ừ. Con này là con cá rô phi nè em. Trên người nó có những cái đùi gà nữa em, à, nó giống như cái đùi gà rất là đẹp. Đây là quả dâu tây này các em. Wow, quả dâu tây rất là đáng yêu luôn các em ơi, rất là đẹp luôn nè. Còn đây là quả gì các em có biết không? Ồ, đây là một anh siêu nhện nha các em. Anh siêu nhện rất là đẹp luôn nè. Đây là bông bay chú thỏ nè các em. Ồ, chú thỏ màu trắng xanh này rất là đẹp luôn. Rất là nhiều bông bóng luôn. Trên đời chú thỏ có hai chú chuột mít cây nè. Rất là nhiều muốn bay đâu các em ơi. Các em có thích muốn bay không? Các em cô lì này rất là thích muốn bay nè, rất là nhiều muốn bay đẹp. Anh cô lì, anh cô lì thích nhất là con heo Big Ba nè, heo Big Ba rất là đáng yêu nè các em. Đây là cái nhà Big Ba nè đó. Đây heo bố nè, heo mẹ nè, hai chú heo con nè, Big Ba nè đó, rất là đáng yêu các em.